Thì cho Nguyên nói về vấn đề của Nga với Pháp một chút xíu. Đặc biệt các quý vị cũng biết là cỡ này ngoại giao giữa Nga và Pháp nó đang ở trong một cái giai đoạn bế tắc. Thì cách đây một tháng về trước thì có một người công dân Pháp đã bị bắt với cái tội danh của Nga đang bắt bới người đó, với cái tội danh là gián điệp tình báo do Pháp gài đặt. Và Pháp đã lên án cái hành động bắt bớ một cách kêu là vô căn cứ và kêu gọi chính phủ Nga phải thả ngay lập tức. Nhưng mà tất nhiên là Nga không có thả. Cái lý do mà Nga bắt đó là Nga muốn trao đổi con tin. Cách đây 2 tháng về trước thì tại đất nước Pháp đã có một cái số lượng người dân Nga đã có âm mưu tạo ra cái kêu là một cái khủng bố để cho cái Thế vận hội Olympic, và cái sự đe dọa rất là trực tiếp khi lúc đó họ đã kéo tới năm cái hòm các quý vị, hòm trống, và họ bỏ lá cờ Pháp ở trong và họ đã gửi thả xuống gần ngay trăng cái tháp Eiffel. Và cách đây không lâu thì họ cũng đã bắt một nhóm người đã đưa ra một cái kế hoạch để mà tạo ra cái khủng hoảng ở tại Thế vận hội tổ chức ra trong những ngày kế tiếp. Sau khi một nhóm người Nga đã bị bắt thì ngay lập tức những người Pháp tại Nga đi du lịch đã bị bắt. Đây là cái chiêu trò mà Nga thường xuyên sử dụng để ép trao đổi con tin. Đó là Nguyên khuyên cô chú anh chị em nào mà đặc biệt là công an quốc tịch nước ngoài, quốc tịch châu Âu hay quốc tịch Mỹ thì đừng bao giờ đến Nga giai đoạn này. Nguyên không biết là tại sao khoái đến Nga giai đoạn này. Đi đến Nga giai đoạn này là một đi nhiều khi nó không có trở về. Vì Nga đang muốn ép những cái chánh phủ phương Tây trao đổi con tin, những cái người mà họ đã gửi đặc nhiệm đến đất nước để làm những cái thực thi những cái kế hoạch của họ mà bị bắt, thì họ bắt người dân này để trao đổi. Cũng giống như cách đây không lâu thì họ đã trao đổi một một vị bóng gỗ thể thao của Hoa Kỳ đó với một kẻ phạm tội tày trời mà Mỹ đã bắt. Thường xuyên họ hay thường làm điều đó. Nên là khá thận trọng. Đây là bản tin đầu tiên liên quan đến Nga và Pháp mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Bản tin thứ hai Nguyên cũng đưa khá lẹ bởi vì có những cái bản tin quan trọng Nguyên muốn bỏ thời gian để tâm tình. Nên là Nguyên sẽ những cái bản tin mà Nguyên thấy nó không quan trọng Nguyên đưa khá lẹ. Bản tin kế tiếp đó là phía bên phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã xác nhận thêm một lần nữa để đánh tan những tin đồn rằng là Bắc Jo sẽ rút khỏi các cuộc chơi. Thì không, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã xác nhận 100% Bắc Jo sẽ tiếp tục cuộc chơi này. Và Bắc Jo đủ tự tin và đủ sức khỏe để đánh thắng cuộc chiến tranh cử vào tháng 11 sắp tới. Nên là những tin đồn vừa qua là đều là những cái tin đồn bịa đặt, những tin đồn là thay thế và bà phó tổng thống hay thay thế một ai đó đều là bịa đặt hết. Cuộc chiến tranh này là Bắc Jo với Bắc Trump sẽ là người ra tranh cử cho đại diện cho hai đảng, và Bắc Jo sẽ không lúc bút ra khỏi. Và Bắc Jo đang ở trong một cái vị thế mạnh mẽ chưa bao giờ hết. Đó. Đây là chính thật một điều nữa là lần đầu tiên mà Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng để xác nhận những tin đồn gần đây đang lùm xùm ở tại Hoa Kỳ. Lùm xùm ở tại Hoa Kỳ. Nên là các quý vị nào mà ghét bỏ Bắc Rô, các quý vị nói về Bắc Rô rút binh là không có đâu nha. Không có. Nguyên đã nói cách đây vài ngày rồi, nhưng bữa nay là Tòa Bạch Ốc xác nhận. Chứ Nguyên là Nguyên nói trước rồi. Ngày hôm qua Nguyên cũng nói, ngày trước đó Nguyên cũng nói rồi. Đây là Tòa Bạch Ốc xác nhận cái điều đó. Những cái tin đồn đó là tin đồn nói xấu về Bắc Rô. Chứ Bắc Rô là mạnh chưa bao giờ hết. Bắc Rô bây giờ là sau cái sự thất bại vừa qua mà sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đó, đó là các quý vị đừng bao giờ khi dễ Bắc Rô của Nguyên. Đó. Thì để chúng ta biết được là cái vấn đề tại Hoa Kỳ, cái cuộc sắp sửa tới đây thì cũng bị hai vị tổng thống, tân và cựu tổng thống sẽ tranh luận với nhau. Cái điều này các quý vị biết là Nguyên rất là mắc cười. Khi Nguyên đi những cái buổi tiệc ở tại Đan Mạch hay ở tại Pháp hay gặp những anh chị em bạn ở Pháp thì phần lớn là người ta nói chính trị Hoa Kỳ rất là nhiều. Đặc biệt là người ta nói với hai vị tổng thống này rất là nhiều. Nguyên thì phần lớn Nguyên nghe chứ Nguyên không nói. Vì Nguyên đã nói quá nhiều rồi. Nên là đi trong những cái buổi họp như vậy, cái buổi tiệc như vậy thì Nguyên lắng nghe nhiều hơn nói. Hỏi Nguyên nói cái gì không? Thôi em nói nhiều quá rồi. Để cho anh chị nói đi. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Hoa Kỳ mà Nguyên mạn phép chia sẻ một cách lẹ mà thôi.
Nói về Trung Đông một chút xíu để chúng ta biết tình trạng của Trung Đông ngày hôm nay, thì chỉ huy hàng đầu của lực lượng Hezbollah đã bị tử vong. Trong những tướng lãnh chỉ huy hàng đầu lực lượng Hezbollah đã tử vong. Sau khi đám tang được công bố và chính thức lực lượng chỉ huy của Hezbollah đã bị tấn công và tử vong, thì Hezbollah và Hamas đã đáp trả Do Thái một cách dữ dội. Hiện bây giờ cái thiệt hại cụ thể của Do Thái thì không rõ, nhưng cũng nói chúng ta biết là tình trạng giữa Do Thái và Hezbollah Lebanon đang cực kỳ là căng thẳng. Gần đây thì phía bên Iran đã cảnh cáo Do Thái, nếu Do Thái bước vào cuộc chiến tranh trực tiếp với Lebanon thì Iran sẽ yểm trợ cho Lebanon và kêu gọi những cái quốc gia ở khu vực sát cánh cùng Lebanon để mà tấn công lại Do Thái. Tình trạng ở khu vực Trung Đông vẫn như vậy các quý vị, căng thẳng chưa bao giờ hết. Tình trạng đang có ở trong một cái trạng thái cực kỳ là nguy hiểm. Gần đây nhất thì người ta đã không thấy hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đỏ nữa. Nên cái nhóm Houthis đã bắt đầu là trắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, hoành hành rất là dữ dội. Mấy ngày hôm nay thì nhóm Houthis đã bắn rất là nhiều vào những cái hàng hóa qua lại. Nhưng bởi vì sự vắng mặt của hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Đó là nguồn tin liên quan đến Trung Đông mà Nguyên cũng muốn cập nhật cho các quý vị lẹ thôi, vì chúng ta để những cái chủ đề quan trọng khác ha. Và bây giờ chúng ta tiếp tục bản tin liên quan đến Ấn Độ ngày hôm nay mà nhiều báo chí đã chia sẻ, đó là 21 người đã tử vong với cái sự giẫm đạp. Cái chuyện này thường xuyên xảy ra ở những cái quốc gia đông người. Những cái thảm họa cũng giống như Nguyên nhớ là tại Nam Hàn đó. Ở thảm họa tại Nam Hàn á, cái ngày lễ Halloween đó, mà bởi vì chỉ có sự mà hỗn loạn giẫm đạp không mà chết rất là nhiều người. Cách đây không lâu thì tại phía bên Ả Rập Saudite, vấn đề tôn giáo và người ta đi hành hương đó, vì bởi vì cái nhiệt độ quá đông nóng và tới 1,000+ người tử vong. Nên là có một cái lời khuyên chân thành với các quý vị là với cái bối cảnh và thế giới ngày hôm nay, bất cứ nơi nào chỗ nào quá đông người thì cũng không nên quá ham vui nha. Đặc biệt là nếu các cô chú anh chị em nào có con nhỏ và những người lớn tuổi thì chúng ta tránh xa 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 ra, đừng có đi vô trung tâm. Bây giờ cái cuộc đời bây giờ nó ngộ lắm. Những cái sự việc nghĩa là nó có những cái sự việc nó dẫn đến cái tử vong một cách vô cớ lắm, nó hoàn toàn vô cớ, cũng giống như cái cầu ở Campuchia, các bạn còn nhớ không? Ngay trong cái ngày lễ của Campuchia, người ta đi qua bên cái cầu không biết thằng cha nào la lớn lên có bom, rồi xong bỏ ra chạy một cái giẫm đạp với nhau chết biết bao nhiêu người mà nói. Nên là cái điều đó là cái điều mà mình phải tránh, đặc biệt là chúng ta có con nhỏ hay là những người lớn tuổi sức khỏe không có tốt, chạy cũng không có lẹ được. Nên là chúng ta tránh đám đông, chúng ta ở bên mé thôi, chứ chúng ta đừng có vô trung tâm. Ham vui mà vô trung tâm là nguy hiểm lắm nha. Ham vui mà đi chứng giữa là nguy hiểm lắm. Chúng ta ở mé bề các quý vị, nó chắc cứu hơn nha. Chứ bây giờ Nguyên thấy Ấn Độ mà chết 20+ người đó cũng là giẫm đạp không đó. Đám đông là dễ bị giẫm đạp rồi, bắt đầu là xảy ra nhiều vấn đề lắm. Đó là cái vấn đề đó thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. Nó không phải là không có, nó thường xuyên xảy ra gần đây rất là nhiều cô chú và anh chị em. Đó là Nguyên cũng đang lo cho cái Thế vận hội Olympic sắp sửa diễn biến ra tại Paris, không biết nó như thế nào đây. Sẵn tiện nói về Thế vận hội Olympic Paris thì Nguyên khuyên chắc như vậy là người Việt Nam mến thương ở trong và ngoài nước. Paris là một cái thành phố được người ta du lịch nhiều nhất từ đó tới giờ, đặc biệt là mùa hè. Thì mùa hè năm nay thì Nguyên khuyên các quý vị không nên đến. Vì cái gì nó cũng đắt hết. Taxi nó cũng đắt, khách sạn nó cũng đắt, cái gì nó cũng khó khăn hết. Vé máy bay nó cũng đắt. Và đặc biệt hơn nữa, quá đông người, quá hỗn loạn. Có thể xảy ra nhiều biến cố bất ngờ. Tuy rằng chính phủ Pháp đã điều động gần cả 100,000 cảnh sát với binh đội mà chưa chắc giải quyết được vấn đề. Và bây giờ thì tiếp tục cho Nguyên cập nhật những chủ đề quan trọng, những cái chủ đề lặt vặt đó đây. Chia sẻ lẹ đã xong, chúng ta chuyển sang qua chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là một cái âm mưu hay là một cái tin đồn được loan tỏa ra khá là dữ dội ngày hôm nay. Với cái tình trạng cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đang bế tắc và cuộc chiến tranh kéo dài, mà Putin muốn tìm một cuộc thắng lợi. Nên là theo những cái nguồn tin chưa được tiết lộ cụ thể, rằng là Putin đang xúi dục Kim Jong-un bước vào cuộc chiến tranh với Nam Hàn, để cho Mỹ phải chi phối và Mỹ phải bắt buộc yểm trợ đồng minh ở khu vực Á Châu,
nó sẽ dẫn đến Mỹ không thể nào tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine sắp tới đây nữa. Vì các vị biết là cái gói trợ cấp 60 tỷ nó cũng sắp sửa, vài tháng nữa nó sẽ hết. Và Mỹ sẽ đưa ra một cái kế hoạch, cái gói trợ cấp mới. Và tất nhiên là Tổng thống Joe Biden sẽ gắng cố gắng đưa ra cái gói trợ cấp trước khi cái nhiệm kỳ của ông ta kết thúc. Thì cái điều đó đang dẫn đến một cái điều mà Nga đang đưa ra một cái chiến lược. Đặc biệt là trong cái thời gian căng thẳng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn đang ở trong một cái giai đoạn kịch liệt, gần đây có sự khiêu khích cả hai bên càng ngày càng nhiều. Nên là theo một nguồn tin cụ thể cho biết là Điện Kremlin đã đưa ra một cái kế hoạch bí mật. Trong cái kế hoạch bí mật này thì Điện Kremlin sẽ là người hỗ trợ về vấn đề kêu là lương thực, cả luôn hỗ trợ về vấn đề vũ khí để có thể Bắc Hàn bước vào cuộc chiến với Nam Hàn trong thời gian gần đây mà thôi. Tất nhiên Trung Nguyên nói đây chỉ là một tin đồn, không có cái gì bằng chứng cụ thể gì cả. Nó được loan tả ra ngày hôm nay, được nhiều cái báo chí nước ngoài nó mô tả rất là nhiều, chứ không có ai có cái bằng chứng cụ thể nào hết. Để cho thì cái giả thuyết này, mình phải dùng một cái câu đó là cái giả thuyết này nó có thật hay không? Nó có thật chứ, giả thuyết này nó có thật. Cái điều mà cái sự bắt tay giữa Bắc Hàn và Nga nó là một cái âm mưu cực kỳ là lớn, và nó làm vỡ đi nguyên, nó là cái thăng bằng ở Á Châu chúng ta. Và cái vấn đề mà Bắc Hàn họ muốn tấn công vào Nam Hàn hay không, có chắc như vậy. Họ đình chiến thôi mà. Họ đình chiến thôi. Họ đình chiến thôi. Và đặc biệt là gần đây nhất thì cái hiến pháp của Bắc Hàn nó không coi Nam Hàn là một anh em nữa, một cùng một sắc tộc nữa, mà họ coi Nam Hàn là kẻ thù rồi. Nam Hàn là kẻ thù. Hiến pháp của Bắc Hàn. Và thực tế thì Bắc Hàn họ cũng muốn tấn công vào Nam Hàn lắm, nhưng mà bởi vì họ không chắc được, trong bởi vì Nam Hàn có Hoa Kỳ đang hậu thuẫn và Hoa Kỳ đang đóng đô khoảng tầm 3 đến 40 ngàn binh sĩ ở tại Nam Hàn. Và cái điều đó nó dẫn đến cái vấn đề mà của Bắc Hàn đang tính toán lo âu trong thời gian dài vừa qua. Và bây giờ thì Bắc Hàn đã có đồng minh Nga, đặc biệt là có những loại vũ khí cũng khá là đáng lo, đặc biệt là những loại hỏa tiễn chính xác tầm xa, nó có thể giúp đỡ cho Bắc Hàn có cái cơ hội phản công. Đặc biệt là Kim Sung Un có bị xúi dục hay không, đó là cái điều quan trọng nhất. Tất cả những tin đồn nó không quan trọng, quan trọng duy nhất chính là Kim Sung Un có bị xúi dục hay không. Chắc như vậy. Đối với Nguyên thì Kim Sung Un không có ngu gì như vậy. Đối với người khác, Kim Sung Un là một thằng mập, lùng mập, đó, tủn. Đó, có nhiều người cho Kim Sung Un là một người trẻ tuổi, nhưng đối với Nguyên, Kim Sung Un là một người khá là giỏi. Và đầu óc rất là thông minh. Tuy rằng mở hơi nhiều nhưng bộ não không phải là người không có trí tuệ. Kim Sung Un cũng không bao giờ ngu dại gì bây giờ làm bia đỡ đạn cho Nga hết, đối cái nhìn cá nhân của Nguyên. Tuy rằng Kim Sung Un biết là cái cơ hội nó cũng có. Khủng hoảng của thế giới thì Kim Sung Un có cơ hội có thể tấn công vào Nam Hàn. Nhưng Kim Sung Un không có ngu dại gì cả. Bản chất của Kim Sung Un là người tính toán rất là tỉ mỉ và tính toán rất là tốt. Nên là đối với Nguyên mà bây giờ kêu là Bắc Hàn dù Nga có xúi dục đi nữa, dù Nga có xúi dục cách mấy đi nữa, thì Nguyên nghĩ Kim Jong-un sẽ không làm trong giai đoạn này. Và Kim Jong-un sẽ chờ đợi thời cơ phù hợp nhất. Đó là thời cơ Trung Quốc sẽ bước vào cuộc chiến trước. Đó là cái điều mà Nguyên nghĩ là Kim Jong-un đang chờ đợi cái thời cơ đó. Đánh Nam Hàn thì trước sau gì cũng đánh, nhưng mà không phải là người đầu tiên đánh ở khu vực Á Châu mà phải xúi dục Trung Quốc là người đánh trước, để cho Trung Quốc phải bị cái mũi dùi của thế giới và Trung Quốc phải trói buộc trong cuộc chiến, và lúc đó Kim Sung Un mới lợi dụng đi sau. Chứ Kim Sung Un không trở thành một cái quốc gia bị ở khu vực Á Châu bị cho cả thế giới tấn công mình. Đó là cái nhìn cá nhân của Nguyên, vì Nguyên đánh giá rất là cao cái bộ não mở của Kim Sung Un nha. Chứ khoan nói là đừng có nói là thấy mập mập bị cho nó lợi hại lắm. Vì sao vậy? Vì các quý vị phải biết là Kim Sung Un là một người rất là trẻ tuổi. Khi quay trở về đất nước, được ba mình bổ nhiệm với trở thành một nhà lãnh đạo, mà khi lúc đó có những cái thế lực đang muốn lật đổ Kim Sung Un, khi cho rằng Kim Sung Un chẳng biết cái gì về chính trị hết. Không bao lâu thì các vị cũng biết là những cái thế lực bà con, dòng họ, anh em đều đi hết. Cái sự quyết tâm, quyết đoán của Kim Sung Un có 102 với cái tâm lý đó. Và Kim Sung Un tới bây giờ, tuy rằng bị cô lập, bị đe dọa về nền kinh tế,
Nhưng mà Bắc Triều Tiên vẫn đứng vững. Đứng vững với một cái vị thế mà người ta phải phải ngán, phải lo. Nên đối với Nguyên, cái đầu óc đó nó không thể nào đầu óc ngu si được. Dù Nga có xúi dục cách mấy đi nữa, cũng không nào làm được hết. Để cho Nguyên nói cho các cái việc đến mức độ mà Nga phải nhục nhã Putin trong cái bàn họp ở tại Bắc Hàn, ngồi trong cái văn phòng trước. Cho Nguyên cáo lỗi, nói một chút xíu về vấn đề mạng nó vào. Cho Nguyên nói là các quý vị trong cái buổi họp nhục nhã, thì các quý vị cũng biết thì cái quan điểm chính trị, đặc biệt là cái lãnh vực chính trị, thông tin chính trị nó rất là nhạy cảm. Có người thích và có người không thích. Có người đảng này và đảng kia, thì những cái đảng đối lập hay là cái suy nghĩ đối lập họ không thích thì thôi. Thì họ thường xuyên chống phá mình, phá quậy mình. Thì cái chuyện đó là cũng thường xuyên xảy ra trong những cái lãnh vực này các quý vị. Các vị cũng thông cảm cho Nguyên nha, vì điều này là điều không có muốn, cũng làm mất đi cái cảm hứng Nguyên chia sẻ. Thôi, đã mất đi cái cảm hứng chia sẻ rồi thì Nguyên sẽ để dành một đợt khác để chia sẻ cái bản tin liên quan đến Bắc Hàn và Nam Hàn. Và Nguyên chuyển sang qua bản tin của Campuchia và Việt Nam. Con người Nguyên ngộ lắm, mình thấy cái đó nó xui rồi, nó điềm mà nói không cho nói rồi. Mình chuyển sang qua bên Việt Nam và Campuchia. Mình chuyển sang qua Việt Nam và Campuchia, những bản tin giật gân và giữa Việt Nam và Campuchia. Để vậy thì thôi, bây giờ chứ mình nói hết nó bị mất rồi. Một lần nữa đó là Nguyên cáo lỗi cùng cho chú và anh chị em. Và bây giờ thì cho Nguyên mạng phép chia sẻ bản tin liên quan đến Việt Nam và bài phát biểu của cô Hằng ngày hôm nay và kêu gọi Hoa Kỳ như thế nào. Ngày hôm nay thì cô Hằng á, cô mới kêu gọi Hoa Kỳ là không đưa Việt Nam vào cái danh sách kiểm duyệt về tôn giáo. Gần đây thì chính phủ Việt Nam đã bị những cái mà kêu là những cái tổ chức về tôn giáo trên cả toàn cầu của thế giới đã khiếu nại Việt Nam là đất nước Việt Nam không có tự do tôn giáo. Và cô Hằng cho rằng là những cái bản báo cáo đó đều là bịa đặt cả. Việt Nam là cái quốc gia tự do tôn giáo. Đó. Và hiện bây giờ Mỹ đã đưa Việt Nam vào trong cái danh sách điều tra, theo dõi. Đó là cái điều không thể chấp nhận được. Khi đất nước Việt Nam chúng ta là tự do tôn giáo. Và bây giờ cho Nguyên hỏi cô chú anh chị em, nước Việt Nam chúng ta có tự do tôn giáo không? Ai có cho Nguyên số 1? Nước Việt Nam chúng ta có tự do tôn giáo không? Cô chú anh chị em nào hãy nhận định một cách công tâm, đất nước Việt Nam chúng ta có tự do tôn giáo không? Ủa sao số 0 nhiều thế? Các bác phản động rồi. Các bác như vậy là các bác đã nằm ở trong cái danh sách phản động. Nha. Các bác khi đảng và nhà nước ta là đất nước Việt Nam, chúng ta là tự do tôn giáo hàng đầu của thế giới. Nha. Các bác mà đi viết chữ số 0 một cách rầm rộ như vậy là các bác coi chừng đấy. Nha. Nguyên là người thương mấy bác lắm. Nguyên cảnh cáo mấy bác là các bác phải coi chừng những cái ngôn từ của mình. Mà. À. Nguyên thì Nguyên thấy là Việt Nam là tự do tôn giáo hàng đầu của thế giới. Number one. Yeah. Thiệt mà. Nguyên chưa có thấy nước Việt Nam, nước nào mà trên thế giới này tự do tôn giáo bằng Việt Nam mình hết. Chưa thấy luôn. Nguyên chưa thấy quốc gia nào mà tự do tôn giáo bằng Việt Nam mình hết. Chắc là các quý vị sẽ không đồng ý với cái quan điểm của Nguyên, bởi vì Nguyên thấy nhiều cô chú anh chị em viết là never, không. Thì Nguyên giải thích cho các quý vị. Việt Nam chúng ta, đạo nào cũng có. Đạo Công giáo cũng có, đạo Phật giáo cũng có, đạo Hồi giáo cũng có, đạo Tin lành cũng có. Đạo Vũ cũng có, đạo gì cũng có hết. Chánh phủ không có cấm đạo nào hết. Đúng không? Đầu tiên nhất là đa đạo, đạo nào cũng có hết. Đó, đạo Cao Đài nè, đạo này đạo kia nữa. Đầu tiên nhất là không cấm đạo nào hết, đó là một cái tự do rồi. Tự do thứ hai là tôn giáo phát triển. Vì tôn giáo phải phát triển. Điển hình chùa Ba Vàng đầu tiên chỉ có một cái chúng chút xíu thôi. Một thời gian ra mở chùa trở thành cái chùa bự chà bá lửa. Đó, phát triển chưa? Thấy chưa, tôn giáo đâu có bị nghèo nàn gì đâu. Thầy của Nguyên trước khi đi tu thì chỉ có áo cà sa thôi. Bây giờ cả trăm tỷ. Cả trăm tỷ. Đeo đồng hồ Rolex đeo ngược không? Thấy chưa?
thấy tôn giáo là phát triển chưa, tôn giáo giàu chưa, áp bức chỗ nào, trời ơi là trời, Mỹ mang Mỹ tào lao áp bức, thấy thầy có Nguyên chưa, có tôn giáo nào mà tự do ngôn luận bằng thầy có Nguyên không, nói chuyện trên trời, im dương dưới đất, âm phủ, nói chuyện mà có thể nói là khoa học không chứng minh. Có tôn giáo nào mà được tự do ngôn luận giống như được phát biểu gì không? Làm gì có. Thấy thầy sư huynh đức của Nguyên không? Trời ơi, có tôn giáo nào mà nói được những cái câu nói mà kêu là Nguyên nói là đỉnh trên đỉnh. Đi bách xa không anh? Từ từ đi sắp xếp. Nó, có tôn giáo nào ở Việt Nam có được tự do tôn giáo tới mức độ như vậy mà các quý vị nó không có là sao? Chỉ có gần đây là có thầy Thích Minh Tuệ, chỉ vì lo cho thầy thôi, thấy thầy đi đó thì đây trời nắng không có tốt, trời nắng quá, nắng chói quá, nhiệt độ nắng quá, lo cho thầy, kiếm cho thầy một cái ngôi chùa nó cao sang vĩ đại cho thầy, lo cho thầy thôi chứ làm cái gì. Mấy bác mấy cô chú anh chị em lại không hiểu đảng và nhà nước chúng ta lo lắng về tôn giáo cỡ nào. Tự do nhất luôn. Thứ nhất là tôn giáo có thể phát triển được với một cái quy mô lớn. Kinh doanh được, buôn bán được, kêu gọi đóng chùa được, mở đất đai được, sổ đỏ được. Thấy chưa? Đất nhị như vậy rồi mà kêu bây giờ cả thế giới lên án Việt Nam rồi đem vô cái vấn đề mà truy nã là sao? Là sao, là sao, là sao? Mấy ông Mỹ là tào lao thiệt. Thực tế luôn, mấy ông Mỹ là tào lao. Thực tế là bây giờ Nguyên nói tôn giáo của nước ngoài nó không bằng một gấp tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn. Thiệt, thiệt đó. Cái tôn giáo ở nước ngoài đó các quý vị làm gì mà có dám công khai là kêu người ta bỏ tiền cho chùa, làm gì mà kêu người ta ấy không bỏ tiền vô chùa là không ủng hộ, không ủng hộ, không cúng chùa là xuống dưới bị tội, bị phạt đó, mất phước đó, đâu có quyền nói điều đó, đúng không? Việt Nam chúng ta nói được, tự do, quá tự do còn gì nữa, có nước nào tự do bằng Việt Nam chúng ta không? Ở nước ngoài mà nói cái đó là nó bắt được liền, nó bắt liền, nó bắt liền, nó kêu là dụ dỗ người dân, cái này cái kia là nó tống vô liền, đó, còn ở Việt Nam chúng ta công khai, cho nó thoải mái luôn, tôn giáo phát triển một cách dữ dội luôn, còn nổi gì nữa. Thiệt sự, mấy bác này, Nguyên thấy đó, mấy bác là bỏ cái suy nghĩ phản động đó đi nha. À, Nguyên thấy là mấy bác bỏ cái suy nghĩ phản động đó đi. À, Nguyên thấy là cỡ này mấy bác đó, Việt Nam mình là tự do tôn giáo là hàng đầu của thế giới. À, Nguyên chắc chắn cái điều đó luôn, không có quốc gia nào mà trên thế giới này mà có thể tự do hơn Việt Nam hết. Nguyên khẳng định cái điều đó. Đó, nên là các cái bác ha, nói về thầy của Nguyên thôi là Nguyên đã thấy nể, là thầy của Nguyên nó quá tự do về ngôn luận trong tôn giáo. Thầy của Nguyên còn sửa kinh Phật nữa mà. Thầy của Nguyên ơi, cái kinh Phật này nó không phù hợp, mình sửa vô cho nó phù hợp. Đó, thầy thấy được cái sự tự do, nó sự mở rộng nó cỡ nào rồi, các quý vị cũng biết rồi đó. Đó là vấn đề tôn giáo của Việt Nam. Và bây giờ cho Nguyên mạng phép cập nhật vấn đề của Campuchia, Oneon, Salan Bonte. À, cỡ này ông Hun Sen thì các quý vị cũng biết đã tạo ra nhiều cái vấn đề tranh cãi rất là lớn. Ngày hôm nay thì ông Hun Sen ổng đã tiên đoán rất là đặc biệt trong một cái bối cảnh cúp châu Âu. Các quý vị cũng biết là trong cái bối cảnh đá banh mà. Thì trước khi nói cái bối cảnh đá banh và bài phát biểu của ông Hun Sen ngày hôm nay thì cho Nguyên nói với các quý vị là cỡ này Nguyên thấy đó. Nguyên thấy đó. Mấy báo chí gần đây đó là Nguyên thấy gì mà nhảy cầu, nhảy lầu. Nó hơi bị nhiều đó. Không biết các quý vị có thấy gì hay không, chứ các quý vị để ý không, Nguyên thấy là cái trận đá banh đợt này á, ai cũng xanh mặt hết, ai cũng te tua hết. Nguyên nói thật với các quý vị, những cái trận đá banh 10 trận cuối cùng gần đây á, đều bảo đảm với các quý vị là đều là bị te tua hết. Không biết các quý vị có như vậy hay không, chứ chính bản thân của Nguyên là thiếu máu lắm. Cái trận đá banh này làm cho Nguyên nhồn áp con tim mà nó thiếu máu vô cùng đó. Thì cách đây không lâu thì Nguyên đã nghe một bản tin tại Việt Nam là có một anh thanh niên, ảnh bỏ một chiếc xe, xe cũng đẹp lắm, xe hiệu Hyundai màu đỏ, bỏ trên cây cầu và anh ta đã quyết định là nhảy cây cầu xuống. Đó, nguyên nhân và lý do thì không ai biết, nhưng mà Nguyên nghĩ cũng hiểu được phần nào.
Nhà Nguyên hiểu được khu vực nào. À, lúc mà anh ta trước khi nhảy đó thì lúc đó là người ta lại xôn xao, anh ơi đừng nhảy, anh ơi đừng nhảy. Nhưng là anh ta cũng đã quyết định để nhảy xuống. Đó thì cái chuyện đó đã xảy ra, mà nhiều chuyện xảy ra lắm. À, nhiều chuyện xảy ra lắm các quý vị, nhiều chuyện xảy ra lắm. Thì nói chung là Việt Nam chúng ta, là người Việt Nam chúng ta là khoái mê bóng đá. Đó, mình thấy mê bóng đá. Đó, đặc biệt là coi bóng đá Việt Nam mà đỡ khuya lắm, Việt Nam mà coi nước châu Âu chứ Việt Nam là coi nó khuya lắm. Cực kỳ là khuya nhưng mà đam mê mà. Vì cái đam mê là nó vượt qua hết mọi sự việc. Thì quý không ngờ là ông Hun Sen, ông cũng đam mê đá banh. Hun Sen cũng đam mê đá banh. Và gần đây nhất thì ông Hun Sen, ông đã nói rằng là trời ơi, 8 trận cuối cùng tôi đoán trúng hết 6 trận rồi. 6 trên 8 là tôi đoán trúng. Và tôi tiên đoán rằng cúp đợt này là đức thắng. Mà tôi nói như vậy thôi nha, đừng có cờ bạc nha. Tôi khuyên như vậy thôi nha, tôi nói như vậy thôi chứ đừng có cờ bạc nha. Đấy. Thì ông Hun Sen ngày hôm nay ổng đã tiên đoán, nhưng mà ổng sợ là cái lời tiên đoán của ổng thì dân Campuchia nghe lời ổng đầu tư vào nước Đức thắng trận. Thì các bạn biết là mình có thể bắt được là quốc gia nào thắng cái cúp này, à quốc gia nào thắng cái cúp này, nên là ổng đã nói là ổng tiên đoán nước Đức là thắng chắc chắc. À, tất nhiên là nước Đức nó có cái ưu thế là bị đá sân nhà, các bạn đá sân nhà tất nhiên là có ưu thế điều đó. Ê, Hun Sen, nhưng mà khuyên người dân, tôi nói như vậy thôi chứ đừng có cờ bạc. Nếu ông không muốn dân ông cờ bạc, tốt nhất ông đừng nói gì hết. Ông là một nhà lãnh tụ, là một cái người tầm ảnh hưởng lớn nhất ở tại Campuchia. Và bây giờ ông đi bình luận và ông tiên đoán trước là đội nào thắng, đội nào thua hết rồi. Và ông còn khẳng định là 8 đội vừa qua ông đã bắt trúng được 6 đội. Ông đã bắt trúng 6 đội. Và bây giờ ông còn khẳng định 100% là nước Đức thắng. Và ông kêu người ta không cờ bạc là sao? Nói chuyện ông đã khẳng định là nước Đức thắng rồi thì tất nhiên là người ta phải tin tưởng lại. Nhà lãnh tụ của mình đã nói Đức thắng rồi. Khô máu mày ơi. Một mặt đó thì ông khuyên người ta là không, không, không có cờ bạc. Một mặt khác thì ông đã khẳng định cái lập trường quan điểm của mình là nước Đức nó thắng. Chết thiệt. Năm nay bảo đảm với các quý vị mà Đức không thắng cái cúp châu Âu này, à, thì bảo đảm với các quý vị là Campuchia đi đến những cây cầu lụm dép hơi bị nhiều đó, bán da chai lụm dép là hơi bị nhiều đó các quý vị, lụm dép lụm giày hơi bị nhiều. Nếu năm nay mà nước Đức mà không thắng đó ha, bảo đảm với các quý vị đi Campuchia lụm dép lụm giày cho nguyên, qua bên bển lụm dép lụm giày mình về mình bán hơi bị nhiều luôn. Mà có một cái điều thắc mắc cho Nguyên gãi đầu hoài, Nguyên không có hiểu các thứ vậy. Những cái anh chị em này nhảy cầu thì mình không nói ra về cái tâm lý của người ta ở trong một cái đường bế tắc. Người ta không biết gì, con gì nó bò bò Nguyên giật mình. Trong cái giai đoạn bế tắc thì cái tâm lý người ta bị khuẩn. Nhưng mà có một điều Nguyên muốn hỏi như thế này. Tại sao nhảy cầu phải cởi dép cởi giày ra làm gì? Cái điều đó là nguyên cái thắc mắc mà nguyên không hiểu là lý do tại sao đã quyết định nhảy cầu rồi còn cởi giày cởi dép ra làm cái gì, để cho người ta biết á, à, có người nhảy sao, hay là nếu mà không cởi giày cởi dép ra thì xuống dưới không biết đường đi. Cái điều đó là cái điều mà nguyên đang rất là thắc mắc. Thường xuyên mình cởi dép cởi giày ra để cho mình dễ bơi, mình dễ bơi, mình bơi cho nó dễ. Ví dụ mình cởi giày cái dép ra để cho mình nhảy xuống nước mình bơi cho nó dễ. Còn cái này mục đích của mình đâu có bơi. Mục đích của mình đâu có bơi đâu. Mục đích của mình là tụm. Tụm xuống là thôi mà. Nó đâu có ý định bơi gì đâu. Nhưng mà Nguyên không biết lý do tại sao là vậy đó. Đó là mỗi lần mà có những cái hành động như vậy thì lại mình thấy là cởi dép cởi giày ra. Không biết các vị có giải thích gì cho Nguyên không? Cái này chắc là Nguyên phải điện thoại thầy Nguyên, Nguyên mới biết được. Đúng ra là chương trình của Nguyên tính làm cái chương trình chính trị rất là đàng hoàng, rất là tử tế về cái bản tin thời sự liên quan với Bắc Triều Tiên, nhưng làm cho Nguyên mất cái cảm hứng nè. Ngày mai Nguyên làm lại không sao cả, ngày mai Nguyên làm cái chương trình đặc biệt về cái đề đó, Nguyên đã viết cái bài đó rồi nên là ngày mai Nguyên làm lại rồi thôi. Nguyên làm cái chương trình tào lao. Các vị thấy như thế nào?
Lý do tại sao nó, tại sao mà người ta phải cởi giày cởi dép ra để cho người ta đi qua đường người ta biết đúng không? Để cho người ta đi qua đường người ta biết đúng không? Ủa, mình nhảy rồi cần ai biết chi vậy? Nên có nhiều khi nó có một cái sự khó hiểu, còn một cái sự khó hiểu khác nữa nè. Mà Nguyên là chứng thực, Nguyên là chứng thực nha. Cái cầu nào có người nhảy rồi? Thí dụ Nguyên một cái thành phố nó có 10 cây cầu, riêng có một cái cầu có người nhảy rồi, thì tự nhiên người ta cũng lại muốn cái cầu đó người ta nhảy nữa. Có phải trong đó người ta Việt Nam có cái dí không? Khoái nhảy một cái chỗ đó à? Khoái nhảy cái chỗ đó. Cũng giống như ở bên Pháp của Nguyên, cái vùng Nguyên ở, nó có rất là nhiều cây cầu. Và nó có một cái cầu duy nhất, cứ 1-2 năm là có người nhảy. Có 1-2 năm mà nhảy ngay trên cái cầu đó thôi, mà cái cầu khác thì không. Nguyên không biết tại sao kỳ, giống như là mình không biết là mình có tin gì đó hay không, người ta có cái dí hay gì không, mà cái cầu đó là khoái ngay trên cái cầu đó đó. Cây cầu đó mới được, mà cây cầu khác là không. Tới mức độ ngày hôm nay cái cầu mà thường xuyên người ta bị nhảy, nó bị nó gào hết. Nó gào hết luôn. Nó gào hết luôn. Cái bỗng như nó gào hết, không ai nhảy nữa. Âm hả? Nguyên cũng không biết lý do tại sao. Tại vì nó nhảy đúng ngay cái cầu đó là cái điều mà Nguyên thấy ở tại Pháp đó nha, chứ không nói ở bên Việt Nam gì hết trơn á. Ở tại Pháp đó, Nguyên đã thấy đó, và không may cái câu chuyện cũng là người thân của Nguyên, người mình quen biết, đã có những cái hành vi nhảy như vậy. Đó là cái câu chuyện buồn, một người quen biết người Pháp, vì cái tâm lý, vì những chuyện buồn của gia đình, nó đã dẫn đến cái cô đó, cổ đã quyết định có những cái hành vi như vậy. Thì cái điều mà Nguyên đang thắc mắc là tại sao họ chọn một cái nơi, cùng cái nơi đó, và những cái nơi khác đều có thì họ không. Nói cho cô chú anh chị em biết là cờ bạc, nó là cờ bạc là bác cái thằng bần lắm, nó là bác của thằng bần lắm, nên là nói chung là cờ bạc nó không đem lại cái tốt lợi gì đâu. Và ăn bữa nay thì ngày mai lại thua. Nên là tại sao Nguyên nói á, chúng ta chơi cho cái không khí giải trí, chơi nó giải trí là chơi như thế nào. Thí dụ chúng ta có 1 triệu, chúng ta chơi 100 ngàn thì cũng không sao, thua 100 ngàn thì thôi, nghỉ. Đó là chơi giải trí. Chúng ta có 1 triệu mà chúng ta đòi chơi 10 triệu là chúng ta chơi mất trí. Và cái điều đó nó cực kỳ là nguy hiểm, và nó dẫn đến nhiều cái thảm họa cho gia đình của chúng ta. Theo khoa học thì chết rồi có thể là hết. Đó là theo khoa học. Nhưng mà theo tâm linh, theo đạo giáo, chết rồi chưa có hết. Vậy chúng ta chạy thoát cái trần gian này xuống dưới, nó có diêm dương nữa thì có khác biệt gì đâu. Có khác biệt gì đâu. Nếu chúng ta tin khoa học thì chết là chấm dứt, không còn cái gì nữa. Nhưng mà nếu chúng ta tin về tôn giáo, cũng giống như thầy của Nguyên dạy, nếu ở kiếp này mà chúng ta không cúng chùa, cúng chiền, làm phước, làm đức, thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con gián, con dế, con chó. Mà chúng ta cờ bạc mà chúng ta chết rồi thì xuống dưới thì chúng ta cũng đâu có được hưởng cái gì. Vậy là cho Nguyên khuyên là dù chúng ta có khó khăn cách mấy, đắn đo cách mấy thì phải suy nghĩ cho kỹ. Đó. Vậy chết ở dưới nó không có hết mà. Chết ở dưới mới là một sự bắt đầu mới thôi. Mà cái sự bắt đầu mới nó phải tính ra cái sổ sách. Ở trên đời này chúng ta có làm thiện điều tốt hay không? Nên nó đâu có giải quyết được vấn đề. Nó không giải quyết được vấn đề bằng cách tự tử. Và cái điều đó là cái điều khuyên chân thành. Vì Nguyên thấy trong cái sự việc cuộc đời của mình xảy ra là Nguyên thấy rất là nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, trong cái giai đoạn yêu đương, buồn bột, hay những trong những cái giai đoạn buồn phiền trong đời sống, họ quẫn trí và họ đã chọn một con đường tự tử. Cái điều đó là cái điều mà mình cảm giác nuối tiếc, các người vậy. Và cái điều đó mình phải cần cũng phải lên nói. Chứ là mỗi lần đá banh, cứ mỗi lần cúp, mà kêu là cúp châu Âu và cúp thế giới, là các quý vị sẽ nhận rất là nhiều những bản tin liên quan đến vấn đề nhảy cầu. Rất là nhiều. Nguyên phải nói là rất là nhiều. Đó là cái điều mà mình cũng phải nên nhắn nhủ để cho cái tâm lý người ta được ổn định. Các quý vị, đối với Nguyên thì không có ngu dại gì là phải làm những chuyện đó hết. Cuộc đời của Nguyên là Nguyên trời cuộc đời nó còn nhiều cái đẹp lắm. Có nhiều sứ việc lắm. Tại bởi vì mình không có nhìn thấu rõ thôi. Mình không thấu rõ thôi, nên là đừng có đi đến một cái giai đoạn mà dẫn đến cái sự bế tắc của cuộc đời.
Đó là vấn đề đá banh mà Nguyên chia sẻ cho các quý vị chút 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 gì thôi. Mà bây giờ cho Nguyên nói khỏi nhà, theo các quý vị, chúng ta đi theo cái hướng của ông Hun Sen, theo các quý vị là đội nào sẽ thắng? Cúp châu Âu diễn biến ra, hiện bây giờ không còn nhiều đội nữa, trong đó có Tây Ban Nha, có Pháp, có Hà Lan, có Thổ Nhĩ Kỳ, có Đức, có những quốc gia đó, thì theo các quý vị là những quốc gia nào sẽ thắng cúp này? Pháp thắng. Wow, chắc bác là người Pháp rồi, nghe nói cái câu Pháp thắng là chắc là bác người Pháp rồi. Tây Ban Nha, cô chú anh chị em ơi, mấy bác đi xa quá rồi, cúp châu Âu nó không có Việt Nam ở trong này, bác lộn rồi, bác lộn cúp Á Châu rồi. Bác làm ơn Dùng Nguyên, bác quay trở lại đúng cái đề tài Dùng Nguyên. Thụy Sĩ, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan. Ồ, không có nhất trí ta, không có nhất trí nha. Mấy bác là nước nào ủng hộ nước đó hay gì? Mấy bác ơi, chúng ta bình luận đá banh, nghiên cứu đá banh thì bỏ cái lòng dân tộc qua một bên giùm cho Nguyên nha. Mấy bác làm ơn bỏ cái lòng dân tộc qua cho Nguyên một bên. Vì đá banh mà, cái đội nào hay thì đội đó thắng thôi, chứ không phải là tôi Pháp thắng. Ê, tôi ở Đức thắng. Cái này không có được à. Cái này là mình phải nhìn nhận qua những cái cuộc chiến đá banh vừa qua, và chúng ta nhận định được là cái đội nào là cái đội nó có đủ khả năng và tầm cỡ có thể thắng được, và cái đội đó đá banh giỏi, chứ không phải mình lấy cái dân tộc mình ra là mình ủng hộ. Lúc nãy là Nguyên thấy là cái cô kia Pháp thắng là Nguyên gọi người Pháp rồi. Nguyên không binh đội Pháp, đội Pháp đá dở quá. Nguyên ở Pháp nhưng mà nó thật tế đắp dở quá dở. Đá không biết đá vô, để ý coi Pháp là được người ta đá vô giùm không? Tự người ta đá vô cho giùm Pháp thôi, tội nghiệp quá Pháp ơi, tôi thấy tội nghiệp quá, tôi đá vô giùm nè. Chứ Pháp đá vô trái nào đâu. Cái trận Áo cũng vậy, người ta đá vô giùm. Cái trận cuối cùng này người ta không đá vô giùm, có đá vô đâu. Lừa cho đá đến cũng thành là không đá vô. Bắn chim mà đá tầm bậy tầm bạ đâu không à. Pháp không có biết đá vô, giữ banh rồi lừa dữ lắm. Tới gần ngay căng gần cái khung thành là đá cái bên không à. Đó, nên là Nguyên là người Pháp, nhưng mà nói thật đó là Nguyên thấy là đội Pháp đá không có giỏi. Nguyên là công tâm lắm à. Những cái gì mà có nghe trong này nữa, Nguyên thấy những cái đội mà có cơ hội thắng ha, để cho Nguyên nêu lên ha. Tây Ban Nha, Anh Quốc, Đức là ba quốc gia là Nguyên nghĩ là có cơ hội thắng trong ba quốc gia này. Mà cái quốc gia mà cái cơ hội cao nhất thì Nguyên đánh giá vẫn là Tây Ban Nha, sau đó là cái đội Anh Quốc, và cuối cùng mới là đội Đức. Nếu mà đánh giá kiểu là phần trăm đó thì Nguyên sẽ đánh giá là như vậy. Nhưng tất nhiên là mình đánh giá phần trăm thôi, chứ mình đâu có chắc đâu. Đá banh mà đâu có gì chắc các quý vị. 30 chưa phải là Tết. Phút 90, 91 là lúc nào nó cũng có những sự bất ngờ hết. Nên là cái trận đá banh ở tại châu Âu nó cũng đang làm cho dấy lên một cái sự hấp dẫn, phong trào, và chúng ta đang theo dõi trong một cái xu hướng. Và ngày mai nó sẽ có trận đụng độ giữa Pháp và Bồ Đề Nha. Pháp và Bồ Đề Nha mà các quý vị cũng biết đó, là một cái trận mà người Pháp đang với một cái sự xu hướng rất là hồi hộp. Và cái trận Tây Ban Nha với Đức cũng đang là một cái đối thủ ngang sức ngang tài, đang vô cùng gay cấn, và cả thế giới đang hào hứng theo dõi luôn. Thì nói chung là đá banh chúng ta coi với một cái cặp mắt, đó là nghệ thuật. Bên nào giỏi bên đó thắng, Nguyên coi như vậy thôi. Chứ Nguyên không có ủng hộ dân tộc trong đó nhiều. Nguyên không có ủng hộ ai, mình là người Pháp là mình phải điên cuồng ủng hộ Pháp không. Bên nào hay thì tôi ủng hộ bên đó. Le meilleur qui gagne, tiếng Pháp nó vậy đó. Người nào chơi giỏi thì người đó thắng. Thì cái điều đó là cái điều để chúng ta thấy rõ được là trong cái bối cảnh đá banh, chúng ta thấy rõ được một cái điều rất là quan trọng các quý vị. Là ngày hôm nay thế giới sôi động như vậy, đủ thứ quốc gia và lá cờ, thì không có Nga trong này, cũng không có Belarus. Để chúng ta biết là vị thế của Nga bây giờ không còn tồn tại nữa. Đúng không? Không còn tồn tại nữa.
sắp sửa đây Thế vận hội Nga cũng như vậy. Và cái điều quan trọng hơn nữa mà chúng ta thấy ngày hôm nay là những cái quốc gia mà có cơ hội thắng đá banh ở tại châu Âu này là phần lớn là những quốc gia phát triển mạnh mẽ. Có nghĩa là phát triển kinh tế mạnh mẽ thì thể thao nó cũng mạnh, đặc biệt là bóng đá banh này tại châu Âu. Thì nói chung là coi châu Âu là coi cho nó vui thôi, chứ Nguyên khuyên các quý vị là cũng khuyên một lần nữa là đừng có quá cá độ đá banh. Không ai cái gì là chắc hết, chỉ là phần trăm thôi, hên xui thôi. Nhưng mà Nguyên đồng ý với nhiều cô chú anh chị em là Tây Ban Nha có cơ hội thắng cao. Cho Nguyên cáo lỗi các quý vị là cái chương trình đó nó bị đứt đoạn làm hai chương trình. Và cái chương trình sau thì Nguyên không có muốn làm cái chương trình thời sự thông tin chính trị. Nguyên là chỉ có nói về những cái chuyện vui để cho mình cùng nhau tâm tình thôi. Chứ Nguyên không có đưa thông tin, ngày mai Nguyên sẽ đưa lại. Vì nó bị đứt khúc rồi, nên là thôi ngày mai Nguyên sẽ chia sẻ lại. Để cho các vị biết là Tây Ban Nha là có cơ hội cao nhưng vẫn chưa phải là chắc chắn. Tất nhiên là Đức có cái ưu thế đó là sân nhà và người ủng hộ của Đức. Phần lớn đó, theo khảo sát cho biết đó, là những cái quốc gia mà tổ chức đó, thì cơ hội họ thắng cao hơn những quốc gia khác. Đó là theo những cái khảo sát như vậy. Nhưng là bởi vì tại sao Nguyên chọn Tây Ban Nha đó? Bởi vì Tây Ban Nha Nguyên thấy nguyên cái đội đó nó có đá đoàn kết, trẻ, sức dai và kỹ thuật đá giỏi. Nhưng mà chúng ta thấy Tây Ban Nha là cái quốc gia có những cái cầu thủ nổi tiếng đá những trong cái club giống như là Barcelona, Real Madrid hàng đầu của thế giới. Nhưng mà họ ăn cúp thế giới ít lắm, họ cúp châu Âu cũng ít. Cúp châu Âu cũng ít. Cúp thế giới thì họ có một sao duy nhất mà thôi. Đó, còn cúp châu Âu họ ăn cũng một lần. Nhưng mà họ đặt cúp thì ít lắm. Còn Hà Lan thì Nguyên không có thấy là Hà Lan có cơ hội. Đội Hà Lan chơi cũng ok, nhưng Nguyên thấy là nó thiếu cái kỹ thuật cá nhân. Đối cái nhìn cá nhân của Nguyên, Hà Lan khó cơ hội thắng. Nhưng mà nói đi nói lại thì đá banh là một cái chỉ là cứ nói là phần trăm thôi, không có cái gì chắc chắn hết. Không có cái gì chắc chắn hết. Nên là coi để giải trí, coi cho nó vui. Có các quý vị có cá độ nữa thì cá độ cho cái bầu không khí nó nhẹ nhàng, chơi ít, cho nó cái bầu không khí nó thêm một sự hấp dẫn cho cái trận đá mình coi thôi. Chứ đừng có liều mạng nha các quý vị nha. Thôi, Nguyên không nói tào lao bí đao hay cộng gao cộng gao muốn nữa. Tâm tình với các quý vị tới đây là đủ rồi. Nguyên cũng không nói quá nhiều về cái đề tài đá banh, tại vì chương trình chúng ta không phải là chương trình đá banh.